Khánh Sang trước hết là cảm ơn tất cả quý vị quan khách đến đây để mà vui ngày sinh nhật của Khánh Sang. Khánh Sang trước hết cảm ơn ba là người cha nhận Khánh Sang làm con nuôi trong gia đình. Và cảm ơn Út là người em ngày hôm nay là tổ chức sinh nhật cho Khánh Sang để được tất cả anh em họp mặt vui vẻ như ngày hôm nay. Khánh Sang trước hết chúc có một cái năm mới an khang thịnh vượng, tất cả quý vị đến đây đều được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Ok, Khánh Sang cảm ơn. Và Khánh Sang cảm ơn những nghệ sĩ như là nghệ sĩ nhân dân Minh Dương, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tấn, danh ca Chí Tâm, nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi và tất cả những anh em nghệ sĩ và những người anh em đến đây để mà chung vui với Khánh Sang ngày sinh nhật hôm nay thì Khánh Sang rất là cảm ơn rất là nhiều. Khánh Sang mong sao anh em bữa nay đến đây chơi nhiệt tình, không sai là không về. Khánh Sang xin mời một người anh nghệ sĩ nhân dân Minh Dương lên anh hát trước bài tặng cho Khánh Sang ngày sinh nhật hôm nay. Mời anh. Dạ Minh Dương xin kính chào quý khách kính mến. Hôm nay Minh Dương rất là vui mừng khi có mặt cùng anh chị em nghệ sĩ thành phố đến đây để chung vui và chúc sức khỏe của Tấn Sang luôn luôn dồi dào sức khỏe, may mắn, vạn sự, an lành. Minh Dương hát bài Tân Cổ Gia Duyên được mang tên Nhớ Dáng Áo Dài Em. Dài ấy quen từ thuở nhỏ, người cùng làng hay gặp trước ngõ, chạm mặt nhau mắt không dám ngó, tim tay tơ nhát hơn con thỏ, để đêm về tăng hăng tó hó, mở tập học chỉ thấy hình ai đó. Mới biết rằng tương tư đã len len lắc lư tim thơ. 16 tròn trăng treo, dân trăng riêng để mình mong. Mặt sáng trong như nàng tiên bay ra, từ quyền thoái tảo phất phơ áo dài thanh thoát lướt nhẹ như mây in dấu ở nhật ký là những trang thơ về chỉ một người. Từ đó dáng áo dài in sâu trong nỗi nhớ, khi chia tay lần đầu bàn tay nhỏ run run. Nơi xứ người nhìn muôn sắc áo qua nhớ, làm sao áo dài trắng tinh khôi kỷ niệm cô gái quê hương đẹp tha thước. Vàng xanh trắng tím hồng áo dài khoe dáng liều. Tờ thơ nặng mang nhớ thương về nhà, dù xa tròn lòng tình yêu mà nên duyên cưới. Ngày vui cưới em trong vòng tay, môi thắm thơm miệng nồng ngọt ngào, mê say áo gấm anh áo dài ôm xoay. Hương tinh
khiết không phân xuống ngào ngạt dịu dịu mà nồng nàn không phân phất lửa rơm lắng lòng thương lắm giờ hiền áo kia sao xanh tâm lòng người thương choàng tay anh giữ ngang lưng mà như trời đất gọn còn trong tay. Áo dài ấy ngày xưa là dáng, áo dài nay nằm ẩn trong hồn. Áo dài xưa dáng liễu hình tiên, áo dài nay diệu hiền chung thủy. Đẹp tâm hồn đẹp lên ánh mắt, ôi áo dài đã gói đời anh. Chợt nhìn chân tóc qua lâm, tóc xanh dắt cạn mưa thơm trọn tình. Thương anh em hiến một đời, để anh ôm dáng áo dài mở tiếng. Áo dài em giữ hồn quê, giữ riêng nét đẹp yêu kiều Việt Nam. Xin cảm ơn. Dạ, Minh Dương xin tiếp một bài nữa. Bài dòng cổ được mang tên Túy Ca. Thà rõ cho ta trăm ngàn chung rượu độc, đừng một lời nào mai mỉa cho đinh sầu này rót đi em từng chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa đưa rót nữa đi em rót đầy ly cạn say giùm ta. Sẽ dùng ta như từ thuở bao giờ. Em cứ lên núi đi, đừng rung và đừng sợ. Bởi ta sai nên thần tượng cũng lu mờ. Dừng chân em ấm dòng tay quên một phố phiêu bồng. Say men ấy ân quên đời vốn vô thường, khi tình mộng tình yêu đâu mất ta còn lại khô đắng lát bờ môi. Ngàn ly rượu đầy chẳng thể làm say tâm hồn vẫn tình, khi con tim tắc nghẹn ta muốn khóc sao cạn rồi nước mắt, ta muốn cười sao nghẹn ngào nức nở.
tình này rồi cũng dở dang. Bây giờ vụt mất em bay để anh đứng dưới cổ cây lặng buồn. Không có em các nàng khác vẫn mê cuồng, ánh mắt vẫn chưa chan sao ta nhìn vào thấy lạ. Thân bốc lửa sai tình sao ta cứ lạnh lạnh cô đơn. Phải rồi em lấy mất hồn ta, một đời thương nhớ một đời đau. Lửa tình đâu dễ tắt em ơi, xa em ta còn gì lại cho mình. Này uống đi em một giọt sầu ly biệt, cho ta về trong nỗi nhớ buồn tên. Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết, bởi sông dài ta còn mãi lên đên. Phải là tình thật sanh dây, nếu không càng khổ chút dài nợ nặng. Này uống đi em một giọt sầu ly biệt, cho ta về trong nỗi nhớ buồn tên. Cũng đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết, bởi sông dài ta còn mãi lên đây. Xin cảm ơn. Một lần nữa, Minh Dương, năm mới kính chúc gia đình, các bạn đồng nghiệp, anh chị em năm mới luôn luôn dồi dào sức khỏe, thành công rực rỡ. Xin cảm ơn. Và để liên tục chương trình, xin mời tất cả quý vị cùng đến với tiếng hát của nghệ sĩ xinh đẹp Tống Yến Nhi. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Yến Nhi xin gửi đến tất cả các cô chú, các anh chị lời chúc sức khỏe và chào trân trọng. Thì hôm nay cũng là ngày sinh nhật của một người anh rất là thân thương của em. Thì em cũng xin kính chúc anh Sang luôn dồi dào sức khỏe, luôn hạnh phúc, vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Thì để liên tục chương trình rất vui cho buổi tiệc ấm cúng ngày hôm nay, thì em xin gửi tặng đến tất cả các cô chú anh chị một nhạc phẩm Gõ Cửa, một sáng tác của Sở Nhạc Mạnh Quỳnh. Bye.
khoác áo đời trai bình thường lên đường. Tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dâng thân miền sông đàn xa trường. Cảm ơn em rất là nhiều. Nghệ sĩ mà hát ca nhạc cũng rất là hay. Xin chúc mừng em và chúc cho em tiếng hát càng ngày càng bay xa hơn nữa. Xin cảm ơn em rất nhiều. Và bây giờ cũng xin đến với một giọng hát bolero rất là quen thuộc nữa. Xin mời tiếng hát của nam ca sĩ Quang Lập đến từ giọng ca để đời. Từ lâu tôi miệt mài xua quân, nay rừng mai núi
tôi luôn thầm nguyện, làm sao tôi dám mộng và dám mơ, vì trên vai vẫn còn nặng hành trang. Biết ngày nào tôi lại về kinh đô, say tình nơi phố cũ, được nghe tiếng hát mọi người để quên đêm mưa phùn lạnh con gió, quên gió giết những thủy và tầm đàn mùa thu, để quên đêm mưa phùn lạnh con gió. Và liên tục chương trình xin mời tiếng hát đến đây chúc mừng sinh nhật nữa của một nữ nghệ sĩ rất xinh đẹp. Một tràng vỗ tay thật lớn để đón chào tiếng hát chuông vàng vọng cổ, nữ nghệ sĩ Huyền Trang. Dạ, và để tiếp theo chương trình thì Huyền Trang xin gửi đến gia đình cũng như quý cô chú với lớp trích đoạn được mang tên Tình sử một thanh gươm của tác giả Thể Hà Văn. Và cũng xin kính chúc đến tất cả quý cô chú cùng với tất cả các anh và đồng nghiệp đón xuân mới năm Mão, gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, phát tài, vạn sự như ý. Từ khi ta biết yêu là cõi lòng ta nghe thùng, có nhớ ta không? Biết nói gì đây trong giây phút biệt ly? Biết nói gì đây kẻ người đi? Thôi hãy về đi, ơi dù trần gian, thôi hãy về đi. Quá hay, cảm ơn em. Và để liên tục chương trình xin mời tất cả quý vị cùng đến với một gương mặt rất là thư sinh, một nghệ sĩ mà bao nhiêu năm vẫn còn gương mặt ấy y nguyên, không có gì thay đổi. Xin một tràng vỗ tay thật lớn đến với tiếng hát của nam nghệ sĩ danh ca Chí Tâm. Hú hồn, chưa chuẩn bị kịp tính tưởng làm khán giả, tại dưới còn nhiều nghệ sĩ quá. Trong ngày hôm nay là ngày birthday của Tấn Sang, một người em trai rất là dễ thương trong ngành giải trí của chúng tôi. Và tại đây, ngay ngôi nhà của Ngọc Úc, cũng là một người em rất là thân thương. Những ngày đầu về Việt Nam đã gặp Ngọc Úc rồi, cho nên tình anh em gắn kết mãi từ đó cho tới bây giờ. Về đây gần như là rất là nhiều lần. Trước thềm năm mới thì cũng kính chúc cho bác trai cũng như gia đình, những bậc trưởng thượng luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an. Và quý vị khách quan đến đây, các bạn đến đây để chung vui ngày sinh nhật cho Tấn Sang, cũng một năm mới thật là dồi dào sức khỏe, bình an, tấn tài tấn lộc, tấn bình an, làm ăn thì lúc nào cũng thành đạt, và gia đình thì lúc nào cũng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Vâng, Chí Tâm hôm nay đến với Tấn Sang với một bài hát mà Chí Tâm đã sáng tác lời cổ nhạc ở trên cái nền nhạc của nhạc Tân. Vâng, bây giờ thì một bài hát mà Chí Tâm tin rằng là quý vị cũng sẽ yêu thích giống Chí Tâm như vậy. Vâng, một bài hát vui tươi của nhạc sĩ Trần Duy Đức và thơ thì của Ngô Tịnh Yên. Lời cổ nhạc do Chí Tâm sáng tác, đó là bài Nếu Có Yêu Tôi. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Nếu Có Yêu Tôi.
Hồi nãy Quang Lập nói xin đừng yêu tôi, nhưng mà bây giờ anh Tâm lại hát nếu có yêu tôi. Còn gặp nhau đây là do duyên hợp. Mai lỡ duyên tan không còn gặp nữa thì quý bạn ơi, nếu có tốt với tôi thì hãy tốt với tôi bây giờ. Đừng đợi ngày mai vì ngày mai sẽ còn nhiều chuyện bất ngờ. Nếu hôm qua tôi có làm điều gì sai quấy, những hành động vô tình làm cho bạn tổn thương. Cảm ơn Diệp, thì ngày hôm nay với lòng thành sám hối ăn năn, tôi gặp bạn để tôi nói lời xin lỗi. Vì biết ở đâu rằng mai này tôi lại phải đi xa, ta còn gặp nữa đâu mà nói lời tạ lỗi. Cười á bằng 10 thang thuốc bổ, không có bổ về dài thì nó cũng bổ về ngang, phải không chị Năm? Trên thế gian này khó tìm được người toàn mỹ toàn chân, xấu tốt dữ hiền, nghèo giàu hay sướng khổ, người biết thương người là biết cảm thông chia sẻ. Tha thứ hòa đồng thì nhân loại sẽ đến với tôi bây giờ. Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại, đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải đi xa. Ôi trôi nhạc về đâu chốn nào tựa nữa. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ. Lúc tôi qua đời
tôi thành mây khói. Cát bụi thì làm sao, cát bụi thì làm sao mà biết mỉm cười. Khi ta còn sống thì ta bước cháy từng hơi thở, ta biết mỉm cười tha thứ bao dung. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, hãy yêu tôi bây giờ. Nếu bạn có yêu tôi, oh yeah. Happy birthday to Tấn Sang, one more time. Mời nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn lên đây để nối tiếp những dòng nhạc cổ mà đã từ lâu in dấu ấn trong lòng của khán giả mộ điệu khắp nơi. Hôm nay sinh nhật của Tấn Sang. Mấy năm trước thì cũng có đến đây, trước dịch thì cũng có đến tiệc sinh nhật của Tấn Sang. Hôm nay cũng đông đảo anh em đến đây. Trước tiên thì hôm nay là 1 tây tháng 1 2023, năm mới đã về. Thanh Tuấn được chúc tất cả đại gia đình có mặt ở đây, đặc biệt là chúc em Tấn Sang luôn thật khỏe và công việc nghệ thuật các em tiến triển hơn, làm ăn thành đạt hơn, hạnh phúc hơn. Và chúc tất cả quý vị cũng thế, năm 2023 được bình an vạn sự, thành công và làm ăn phát tài luôn luôn. Và tất cả quý vị cùng gia quyến lúc nào cũng vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Chúc mừng năm mới. Tôi sẽ gửi đến với tặng tất cả anh em với ba câu vọng cổ trích trong kịch bản Đường Về Quê Ngoại. Như vậy dì 89 tặng hết luôn, tặng đại gia đình luôn. Nghe nghe ba. Bé Sáu đàn guitar, Văn Ngôn đàn kiếm. Một tôi chim bao hình bóng khác là tim anh sáng mũi mấy mươi đêm công đơn ơi. Xin đừng chép lại dần thơ chuỗi ngày ly biệt, vì nắng ngoài kia vẫn còn ta tiếc như lá tàn đông rơi rộng ở trên đường. Chết sầu xưa còn đau đủ uy quyền để mà xây mộng giới tình yêu. Vậy thì từ nay tôi xin công đương đừng nhìn tôi bằng đôi mắt buồn tiếc ta, và cũng đừng bao giờ gửi lại những hình ảnh ngày qua. Mãi để liệm dần bà ơi
người bị bố này sau lưng mới tặng lặng lẽ thương sâu. Tôi đây là kẻ cô đơn đứng chết chôn với bờ cầu, nhìn chiếc cầu ngang vừa gãy đổ mà trong lòng ca hai câu nữa. Đường gươm quyền bá thế tử của dâu. Hoàn cảnh của ta hôm nay là vô nàng cả. Nếu tên tô lỗ kia đã bày tỏ tình yêu với nàng, nàng cử tuyệt mà đừng bao giờ nói lại với ta. Sự tình đau đớn nỗi ở núi Triều Dân hiu quạnh, mỗi ngày mưa mỗi chiều sương xuống, ta nhớ cha mẹ ta. Thủy Cúc ơi, ta không biết phải làm cách nào để giữ nàng mãi mãi là của ta trong suốt 3 năm trời cách biệt. Trong khi người ta lập những chiến công hiển hách tên tuổi vang dội khắp kinh, người ta trẻ trung quý vũ, người ta phong nhã chí tình, sao tháng trời người ta đóng cửa tư vấn vậy mà cũng có cách đừng có vào đưa ra đường nhỏ ba cũng có người. Có biết bao nhiêu là cách má hồng cùng mơ ước có một người chồng quý vũ lại hào quang. Mọi cái là đúng. Rồi
nào cũng mơ ước có tấm chồng đẹp trai hết á, lấy ở như chí tâm thì ế rồi. Quyền ba tiết là phạm tội chưa đủ ba năm, vì thế cho nên ta thế tử phải học đạo mới phải chứ. Học đạo dạ phải. Phụ vương ta còn tồn một thời kinh nào đâu cũng chỉ vì thiên hạ, tại sao người bắt ta học đạo chứ, tại sao người cắt lớn bắt người theo phổ túy. Ta biết thân phận ta rồi, vậy thì sao lần